Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch thúc giục chính quyền Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc về tội tuyên truyền chống nhà nước đối với nhà hoạt động nhân quyền Bùi Tuấn Lâm. Ông Lâm, 39 tuổi, bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt hồi tháng 9 năm ngoái. Ông thường xuyên lên tiếng phản biện và chỉ trích chính quyền trên mạng cũng như cổ suý cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Ông cũng được biết tới với biệt danh hài hước là Thánh Rắc Hành qua những video quay điệu bộ của ông mô phỏng đầu bếp nổi tiếng Salt Bae, người phục vụ Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm tại một nhà hàng đắt đỏ ở London khi ông này ghé qua đây trong một chuyến công tác ở Anh. Theo Human Rights Watch, Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng đưa ra bản cáo trạng nói rằng ông Lâm đã đăng tải tổng cộng gần 45 bài viết và video trên Facebook và YouTube từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 9 năm 2022, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của nhà nước. Ông dự kiến ra tòa ngày 25 tháng 5 và đối mặt với mức án có thể lên tới 12 năm tù giam. Ngoài các hoạt động vì tiến bộ xã hội, ông Lâm cũng từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc và ủng hộ môi trường trong nhiều năm. Công an thường xuyên sách nhiễu, kiềm hãm kế sinh nhai và đe dọa ông Lâm vì tinh thần hoạt động của ông, thông cáo của Human Rights Watch cho biết. Việt Nam trong những năm qua đã tăng cường bắt bớ và bỏ tù những người có quan điểm bất đồng chính kiến, theo các tổ chức nhân quyền. Nhưng Việt Nam bác bỏ điều này, nói rằng họ chỉ xử lý những người mà họ nói là vi phạm pháp luật. Ngân hàng nhà nước Việt Nam hôm 23 tháng 5 tuyên bố sẽ cắt giảm lãi suất tái cấp vốn từ mức 5,5% xuống còn 5% để hỗ trợ nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại. Bước đi này nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn, ngân hàng nhà nước cho biết trong một thông cáo. Ngân hàng nhà nước cũng sẽ cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 6% xuống 5,5%, trong khi vẫn giữ lãi suất chiết khấu chính ở mức 3,5%. Đây là đợt hạ lãi suất thứ ba của ngân hàng nhà nước kể từ giữa tháng 3, khi nó trở thành một trong số ít ngân hàng trung ương trên thế giới không thực hiện việc thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Quốc gia Đông Nam Á này đang cố gắng ngăn chặn đà tăng trưởng chậm lại do nhu cầu suy yếu tại các thị trường chính. Sau khi GDP quý đầu tiên giảm xuống còn 3,3% từ mức 5,9% trong quý 4 năm ngoái. Xuất khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu giảm 17,7%. Nhập khẩu giảm mạnh có thể cho thấy sản xuất công nghiệp sẽ tiếp tục giảm do các doanh nghiệp giảm mua sắm nguyên vật liệu và thiết bị. Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho biết lạm phát ở Việt Nam đang được kiểm soát, trong khi thanh khoản của các ngân hàng dồi dào tạo điều kiện cho động thái cắt giảm lãi suất. Chính phủ đang nhắm mục tiêu giữ lạm phát trung bình ở mức 4,5% trong năm nay. Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm nay, thấp hơn so với mức tăng trưởng 8,02% của năm ngoái. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hôm 22 tháng 5 nói rằng nền kinh tế dựa vào sản xuất của Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với các điều kiện bên ngoài bất lợi trong năm nay do nhu cầu toàn cầu suy yếu và bất ổn địa chính trị. Trung Quốc đã đặt ba đèn hiệu định hướng xung quanh quần đảo Trường Sa có tranh chấp với nhiều nước ở Biển Đông. Bắc Kinh có bước đi này sau khi Philippines đặt các phao định hướng hồi đầu tháng này nhằm tuyên bố chủ quyền của mình đối với khu vực. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc hôm 24 tháng 5 cho biết rằng Trung tâm An ninh Hàng hải Nam Hải của nước này đã đặt ba đèn hiệu gần Irving Reef, tức đá cá nhám, Whitson Reef, tức đá ba đầu, và Gavin Reef, tức đá Gavin, thuộc quần đảo Trường Sa, vốn bao gồm nhiều đảo nhỏ, bãi đá ngầm và bãi cạn. Bộ này nói rằng việc đặt đèn hiệu nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động và điều hướng của các tàu. Đầu tháng này, Philippines cũng đã đặt các phao định hướng mang quốc kỳ của nước này trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, bao gồm tại Đá Ba Đầu, nơi hàng trăm tàu Trung Quốc neo đậu vào năm 2021. Việt Nam chưa lên tiếng về bước đi mới nhất của Trung Quốc, nhưng mới đây cũng đã chỉ trích hành động ở biển Đông của một tàu nghiên cứu Trung Quốc, nói rằng tàu đó xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam và rằng Việt Nam đang triển khai các biện pháp phù hợp để bảo vệ các quyền của mình.